quá. Giờ này chắc cũng sắp đến giờ mà các bạn đi ngủ rồi đúng không? Cô Duyên không biết là trước khi đi ngủ thì chúng mình thường làm gì? Có một bạn nhỏ trong câu chuyện, bạn ấy kể về những điều mà bạn ấy thường làm trước khi đi ngủ đấy. Không biết những điều mà bạn ấy đã làm có giống với những gì mà chúng mình đã làm trước khi đi ngủ không? Để biết được điều đó, sau đây xin mời chúng mình cùng đến với câu chuyện Giúp bé ngủ ngon. Câu chuyện Giúp bé ngủ ngon. Đêm là thời điểm để tất cả nghỉ ngơi, là khi chim bay về tổ. Tất cả các loài động vật, cỏ cây, ong bướm và hoa lá đều cố gắng chợp mắt một lát. Mẹ tớ bảo là chúng mình cần phải ngủ, có vậy mới khỏe mạnh, minh mẫn được. Giấc ngủ còn giúp trẻ con mau lớn, nên chúng mình cần phải ngủ đủ giấc nhé. Chúng mình nên đi ngủ sớm, nhưng nhớ là phải đánh răng trước khi đi ngủ. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, các bạn nhớ mặc quần áo ngủ thật rộng rãi, thoải mái. Tớ thích ngủ trên chiếc giường vừa êm ái, vừa dễ chịu của mình. Và tớ có thói quen ôm gấu bông đi ngủ. Mẹ rất hay đọc truyện cho tớ nghe, giúp tớ dễ dàng đi vào giấc ngủ và mơ thấy những điều đẹp đẽ, những nơi tuyệt vời mà tớ muốn ghé thăm. Mẹ thơm nựng vỗ về và chúc tớ ngủ ngon. Hãy mơ thật đẹp còn yêu nhé. Chiếc đèn ngủ bên giường được mẹ bật lên để tớ luôn cảm thấy an toàn và ấm áp. Ngồi một mình trên giường, tớ nghĩ về những việc tốt mà mình đã làm ngày hôm nay, rồi hình dung về những điều tốt đẹp ngày mai. Đến giờ rồi, đi ngủ thôi. Chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Câu chuyện cô kể đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại chúng mình ở những câu chuyện lần sau. Bà mẹ hãy cùng kể cho các con nghe câu chuyện này thêm một lần nữa nhé.